Đây, giới thiệu như mọi người là bữa nay mình sẽ nấu món chè nha ra hạt sen nhé. Hạt sen này là mình đã ngâm nó mềm rồi. Giờ nha đam này phải cắt. Cái này mình tươi ở trong bụi mình cắt ra để 2 ngày nè. Mình nói nha đam mà mình cắt mình phải để 1-2 ngày á, ăn nó mới tốt, chuyện nó còn ngủ nữa, ăn không tốt. Đây. Và đây. Giờ mấy người mà nếu mà đang không bị ngứa thì mình phải khi mình cắt ra mình không với muối muối với chanh. Còn mới có nhiều người nó cái nha đam nó vớt lắm, nó vớt vớt nó ăn không được thì mình phải ngâm này được. Ngâm miếng muối với chanh này một chút xong rồi mình sẽ xả dưới vào nước, xả nhiều lần thì nó sẽ hết nhớt. Giờ mình cắt nha đam nhé. Để nó nhớt nhiều lắm. Mình sẽ làm món nha đam nấu với chè nha đam, hạt sen với đường phèn. Oh my god. Giờ mình sẽ cắt hạt lựu bự. Rồi bỏ vô cái thau nước muối này. Đây, hiện tại mình đã cắt hạt lựu xong rồi đây. Mình xả nước rồi. Lúc nãy là mình ngâm nó, lúc mình cắt đó, thì mình ngâm nó với chín muối và với chanh. Khi mình cắt xong mình đổ ra mình xả với vừa nước. Xả chừng một chút xíu thì nó đã hết nhớ rồi. Bây giờ nó đã hết nhớ. Tại vì cái này có nhiều người nó có nhớt nhớt nhớt, có nhiều người ta ăn không được. Đó, giờ sạch rồi không có nhớt nữa. Đó, đẹp chưa? Ngâm như vậy rồi xả với nước gì nè. Chừng phút 2 phút là nó sạch nhớ. Rồi, bây giờ mình sẽ nấu với hạt sen và với đường phèn. Đây, bây giờ mình sẽ múc brali đây. Ăn rất là mát nha. Mát ngủ khỏi đôi nón luôn. Anh nào mà bị hay bị nổi đẹn trong họng á, bị lỡ miệng lỡ 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 nổi mụn mà trong cái trong miệng trong nướu răng đâu đó, ăn này nó hết nè, mát lắm đó. Đây rất là ngon nha, từ hộp sen à. Mọi người mà muốn nó thơm bỏ hương vani vô rất là thơm. Thơm nó bán cái mùi của nhà đam. Mát.